Hiện nay thì mới có những cái máy quang phổ Olympus, một số cái máy của Mỹ á, thì máy này rất thường là mắc tiền và phải có người trên về kỹ thuật để mà vận dụng nó, cho nên hầu như những cửa hàng bình thường họ sẽ không có làm chi vấn đề này, tức là họ bỏ bớt công đoạn này, họ chỉ mua bán sản phẩm có mộc của họ thôi, hoặc là họ mua ở ngoài, họ coi những giấy tờ họ sẽ mua, họ đảm bảo. Cũng như trong vấn đề kim cương, Kỳ Lăng có nói là tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng đã giám định rồi, đã đi quang phổ hết rồi. Đó là việc của Kỳ Lăng phải làm, bắt buộc phải làm, và Kỳ Lăng đã cam kết đảm bảo với khách hàng rồi. Mặc dù Kỳ Lăng đã có giấy, đã cam kết rồi, nhưng mà quý khách về cứ nên đi test thêm đi để củng cố thêm cái điều đó là hoàn toàn chính xác. Thì quý khách sẽ đi đến những cái nơi quý khách tự tìm, hoặc là nếu như quý khách không có địa chỉ, Kỳ Lăng sẽ cung cấp địa chỉ, hoặc là quý khách tự tìm những địa chỉ mà mình biết để mình tới mình quang phổ, để mình đo tuổi vàng, mình sẽ tận mắt chứng kiến. Tất cả sản phẩm mà Kỳ Lăng đang làm bằng vàng á, thì nó là vàng AU750 vàng 18K chuẩn châu Âu, kim cương thì kim cương thiên nhiên.